Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Huy Robot. Ở trong video này là trận đấu gay cấn giữa những người chơi top server lập thành một team và giao lưu cùng nhau. Cùng với đó, ở trong video này thì mình cũng nói về một cái lỗi khi mà chúng ta ở trong một cái trận ấy có nhiều Ochokochi thì sẽ bị lag cực mạnh em nhé. Em nhìn này, mới đầu trận thôi, mới ra thôi mà đã bị lag em ạ. Lag quá, giật liên tục anh em ạ. Bắn không tụt máu xong rồi kẻ địch cái di chuyển nó cứ giật, nó cứ kiểu tốc biến anh em nhé. Rồi, một lát nữa nếu như mà đông ấy, đông mục tiêu ấy, thì nó mới lag nó còn mạnh hơn. Rồi, chủ nhà không ai chiếm anh em ạ. Đây là cái lỗi chưa phân công rõ ràng cho nên là cái việc mà chiếm trụ nó không được ổn định, ngay cả cái trụ nhà mà vẫn còn chưa chiếm được anh em ạ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ về và giữ trụ nhà thì cái trận đấu này thì nó rất là khó khăn ở ngay từ đoạn đầu anh em ạ. Sơ hở một chút thôi thì đã là mất nhanh cái trụ nhà rồi, rồi chiếm trụ này xong rồi thả tao mẹ vào. Rồi những bạn này thì đã bị dính rồi, anh ta kích được cái tao mẹ ba điên lên để trị tao mẹ một tay anh em nhé. Thì đó là cái việc mà tàu mẹ ba din cũng có thể mà để dùng để khắc chế cái tàu mẹ một tem mới em nhé. Khi mà bật lên ấy, thì sẽ có những cái hiệu một loạt các cái hiệu ứng chống hiệu ứng mù, chống hiệu ứng EMP để mà chống lại được cái tàu mẹ một tem này. Nhưng mà chúng ta ấy, khi mà chúng ta sử dụng tàu mẹ thì chúng ta nên tìm một cái vị trí mà kẻ địch ấy, họ có từ 2-3 mục tiêu trở lên. Như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể khiến cho tối thiểu là một hoặc hai mục tiêu sẽ bị dính cái hiệu ứng EMP cũng như hiệu ứng làm mù đến từ tàu mẹ Mute anh em nhé. Rồi ôi mình thả sai vị trí rồi. Anh em nhìn này, ở cái trụ giữa ấy, là anh bạn đó đã có hiệu ứng miễn mù rồi miễn EMP rồi. Mình thả vào thì chỉ bị dính cái hiệu ứng lốc thôi. Đó như vậy nha. Thì chúng ta sử dụng tàu mẹ Mute thì cũng mạnh thôi, nhưng mà nếu như ấy mà dùng chính xác, dùng chuẩn xác để mà phát huy được cái tác dụng tối đa của cái tàu mẹ đó thì đó là một cái vấn đề khó khăn hơn. Rồi quay trở lại trận đấu thì mình tỉa cái địch này đó. Còn cái việc ấy mà nhiều cái con Ochokochi mà lao vào ấy thì nó sẽ lắc được mạnh em ạ. Cái lỗi lắc này ấy, thì nó bị là do cái con Ochokochi em nhá, là do Big Sonic ấy họ rồi dính tàu mẹ này. Rồi, là mổ bắn rồi. Cái lỗi này ấy là dính cho cái con Ochokochi từ khoảng là hơn 10 ngày trước rồi đó. Từ cái lúc mà cái con Titan Rock nó bị cái lỗi mà khiên vô tận ấy, rồi lúc đó thì đã bị một cái lỗi rồi, sau đó thì cái lỗi đó nó đã bị sửa rồi. Nhưng mà ấy, mình có thể chắc chắn với nhau một điều rằng ấy, cái lắc này ấy, là nó đến từ cái việc mà chỉnh sửa bug và nếp ngầm cái con Ochokochi khiến cho cái thông số nó bị loạn, nó bị lỗi, cho nên ấy, là nó bị lắc cực mạnh luôn. Cho nên ấy, bây giờ ấy, nếu như mà chúng ta gặp một cái team ấy, mà nhiều con Ochokochi nó giao lưu với nhau em đó, cứ giật úi rồi lắc nhún em ạ. Đó rồi ôi tóc biến liên tục anh em ạ. Thì đó là một cái lỗi khi mà chúng ta gặp nhiều con Ochokochi. Nếu như ấy, mà chúng ta gặp được ít con Ochokochi ấy, nó off phiền ấy thì không lắc em ạ, không lắc hoàn toàn chơi được bình thường. Bất kể là chúng ta đi team hay lẻ hay là full team mà kẻ địch ấy mà họ có nhiều con Ochokochi thì nó lúc đó thì nó bắt đầu lắc em nhé. Hai con Ochokochi thì lắc vừa vừa, và 12 con Ochokochi thì lắc thì thôi rồi luôn. Nhất ấy là 12 con Ochokochi ấy nó mà đứng gần nhau nhỉ, chứ còn mà đứng xa nhau thì bình thường. Mới hai con Ochokochi cạnh nhau thôi mà đã như thế này rồi cho anh ta dính cái tầm em tên này. Sời, dính tầm em tên rồi, xả nó vào sời, đánh này anh ta ra ngoài. Mình cũng sắp hết máu rồi anh em ạ. Sợ, úi rồi anh ta dính hiệu ứng mù, tranh thủ xả đam, xả vào, ủ nhưng anh ta đã kịp thời bật cái kỹ năng lên rồi, cho anh ta dính phát nữa, rồi mình tiếp tục mình lại xả phát nữa, ui toang, bị tát ra rồi, đó rồi không sao, được một kill rồi, kill xong rồi 1-2 giây sau nó mới hiển thị anh ạ, đó là cái việc lag anh em nhé. Hiện tại thì bên mình đang có lợi thế là chỉ được 4 trụ rồi. Chúng ta sẽ cần phải cố gắng giữ được là có 4 trụ đúng không? Thì chúng ta sẽ cần phải khô máu. Phải làm sao ấy, xuất phát những con robot tại cái vị trí đó để mà bất kể là mình có hy sinh con robot hay không thì cũng phải là xuất phát tại cái vị trí đó rồi cố gắng giữ cái trụ anh em ạ. Nhưng mà để mà có thể là giữ 4 trụ rồi đúng không? Thì cần khoảng chờ khoảng là 1 phút thì cái thanh trụ nó sẽ tụt
mạnh tụt hết luôn em ạ. Còn nếu mà ba trụ thì chúng ta cần phải chờ là khoảng 5 đến 6 phút. Đó là như vậy em nhé. Thì cái việc mà nếu mà chiến nhiều trụ giữ được 4 trụ chỉ trong vòng khoảng hơn 1 phút thôi, lúc đó là cái tình thế trận đấu nó đã bị lật ngược trở lại rồi. Rồi ôi, phải dính hiệu ứng làm mù này, hiệu ứng lớp đao, hiệu ứng EMP. Rồi tạm thời thì mình bị khóa làm mù, mình không thể nhìn thấy gì được. Rồi hết rồi, xong nhá. Sời, đó xả này, 2-1 này, kích kỹ năng lên, sời sời một kill, à không được kill, hỗ trợ anh ạ, tiêu diệt mục tiêu rồi, mình sẽ cố gắng là qua nhà địch kìa, xong rồi móc anh ạ, móc cái trụ nhà địch ấy, móc cái trụ nhà địch như vậy thì sẽ khiến cho cái địch ấy họ sẽ gọi là muốn về nhà. Sời, bật cái flagship lên, rồi thịt cái con off phiền mình kìa, rồi nhấp đây, mình tạm thời là mình bị dính hiệu ứng rớt, chỉ có 8 stack thôi thì vẫn có thể hồi máu được. Rồi kích này một kill. Rồi tiếp theo là mình sẽ lao lên vào rũ kẹo, sơi một con off phiền được kia đẹp tiêu diệt rồi. Rồi bật tàu mẹ này, sơi bật tàu mẹ lên, ui mình cũng bị dính tàu mẹ rồi, tối quá rồi, nấp vào vị trí an toàn, nấp vào tường em ạ, nấp vào tường để tránh được cái lượng sát thương. Nếu mà gặp clan 26 thì họ sẽ nói là hack em, tại vì họ chuyên bắn vào tường, xong rồi họ lại bảo là không mất máu anh em ạ. Họ bắn vào tường xong người ta không mất máu thì họ lại bảo người ta hack bền em ạ. Nó gọi là hack bền có nghĩa là hack máu anh em, hack bền hack máu. Nhưng mà nếu mà hack bền hack máu thì chúng ta nhìn vào cái thanh máu khi mà quay video ấy, thì có thể nhìn thấy được ngay. Nhưng mà mình thì không hack em ạ, mình không thể hack nổi em ạ, tại vì đây là mình là liên kết với lại nhà sáng tạo của Good Robot mà anh em. Cho nên đấy, Big Studio họ quét cái app của mình mỗi tuần, cũng như là làm cái giveaway, cũng như là phát tài nguyên. Cho nên là mình hack, mình làm sao mà hack nổi anh em. Hack thì bị ban, bị khóa mỗi tuần anh em, đúng không ạ? Rồi, vừa rồi là toàn bộ những cái chia sẻ về một trận đấu gay cấn này. Nếu như anh em thấy video này hay và giúp ích, chỉ cảm hứng cho anh em thì đừng quên để lại cho mình một like và bình luận cái ý kiến của mình để mà chúng ta có thể cùng chia sẻ kỹ năng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.